thì hay quá, bà làm thử cho coi nào. Đi đây tôi làm cho. Làm thế này heo của tôi chết đói lắm. Nè, nhìn nè. Bà thái vậy còn chậm hơn cả tôi thái rồi đấy. Mệt tiền lắm ạ. Có cái gì thái nhanh hơn không nhỉ? Bà cứ để đấy, tôi đã có cách. Ông trước thì ăn nhậu chứ có làm cái gì đâu. Ông kiếm cái gì? Bốn giờ rồi đấy. Nay con chưa về nữa. Nhậu suốt thì nhậu về đây rồi. Ba, từ nay bà không phải thay trường nữa. Việc này cứ để tôi lo. Làm cái gì? Làm gì giờ này mới bảo về? Không lo cái gì? Thay chuối cứ để tôi lo, 30 giây một cây. Ra ngoài hướng. Ông thấy cái đống chuối đi chưa? Đừng nóng xử lý được cái đống này đi. Rồi ông muốn làm gì ông làm. Đây, bà ra đây tôi cho bà coi. Cái gì? Đi ra đây. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.